nếu bạn là người không thích rắn hoặc sợ rắn thì bạn có thể bỏ qua video này. Trái đất của chúng ta có tổng cộng 20 họ rắn, trong đó loài trăn là một họ của chi bộ rắn, gồm 500 chi với khoảng hơn 3.500 loài rắn, và số lượng không thể thống kê có thể lên đến hàng triệu triệu con rắn phủ khắp hành tinh. Sau đây là những top 1 thuộc về các loài rắn. Loài rắn nào có nọc độc mạnh nhất thế giới? Đó chính là rắn Taipan nội địa, sống chủ yếu ở Úc. Nọc độc của nó có thể hạ gục một lúc 100 người khỏe mạnh, hoặc một ít nọc độc nhỏ có thể làm 250.000 con chuột ra đi mãi mãi. Loài rắn nào mang rợ nhất trên thế giới? Đó chính là rắn Cutri, thuộc chi rắn kiến, sống chủ yếu ở Đông và Nam Á. Không như các loài rắn khác là nuốt chửng con mồi, mà rắn Cutri có cách săn mồi rất đáng sợ, là nó rạch bụng chui vào bên trong sơ nội tạng con mồi. Đặc biệt, nó tiết ra một chất dịch làm con mồi không mất máu, nghĩa là con mồi vẫn còn sống để cảm nhận từng bộ phận bên trong cơ thể mình mất đi. Loài rắn nào lớn nhất hành tinh mà vẫn còn tồn tại? Đó chính là trăn Anaconda xanh. Nó có thể dài nhất gần 10 mét và nặng đến 350 kg. Nó sống ở vùng đầm lầy Amazon. Nó như là một con quái vật khổng lồ, có thể nghiền nát bộ xương bất kỳ con vật to lớn nào như trâu rừng. Vậy loài rắn nào là nhỏ nhất thế giới nhỉ? Đó là rắn Leptotaphylloscali, hay còn gọi là rắn chỉ, được tìm thấy duy nhất ở đảo Barbados của khu vực Caribe. Nó dài chưa đầy 10 cm, mỏng manh như sợi mì ống và nhỏ đến mức nằm gọn trên một đồng xu 25 của Mỹ. Loài rắn di chuyển nhanh nhất thế giới là loài nào? Đó là rắn mamba đen, sống chủ yếu ở châu Phi. Tốc độ di chuyển như một cơn gió lên đến 11 km/h, tức là 5.5 m/s. Nó chỉ sử dụng tốc độ này khi cảm thấy bị đe dọa. Nó được mệnh danh là cổ quan tài di động hay là nụ hôn của tử thần. Loài rắn nào có răng nanh dài nhất thế giới? Đó chính là rắn hổ lục Gapun, sống chủ yếu ở châu Phi. Những chiếc răng nanh dài tới 5 cm, dài đến nỗi không có đủ chỗ trong miệng con rắn, chỉ khi nó gặp răng nanh lại thì mới được. Rắn là loài vật có cái hàm đặc biệt và khỏe vô địch. Hàm của rắn không gắn cố định cứng nhắc với nhau, mà được nối bằng các khớp và dây chằng linh hoạt, giúp chúng mở rộng được chiếc miệng tối đa để nuốt trọn con mồi to gấp 2 đến 3 lần đầu của chúng. Đây là động rắn lớn nhất thế giới mà có thể bạn chưa biết. Động rắn này nằm ở Nasik, Manitoba, Canada. Mùa xuân mỗi năm, hàng nghìn con rắn sọc đỏ bò ra khỏi hang động để tiến hành giao phối tập thể. Hành động giao phối này rất lạ lùng, là hàng trăm con rắn đực tranh nhau một con rắn cái, một cuộc chiến không hề dễ dàng. Chúng giao phối đang dệt vào nhau như một tấm thảm khổng lồ biết di chuyển. Nhưng đáng sợ, nhưng nơi đây lại chào đón 1.500 du khách đến tham quan mỗi ngày. Có một nghịch lý vẫn tồn tại lâu nay liên quan đến loài rắn. Mỗi năm, trung bình có khoảng 12 người bị cá mập tiễn ra đi, trong khi đó hàng năm rắn tiễn hơn 100.000 người chào trời. Nhưng nghịch lý ở chỗ, các vụ cá mập tấn công đều thu hút được sự chú ý của truyền thông, còn các vụ rắn cắn chết gần như chẳng bao giờ được lên báo.